Ngày 22 tháng 10, MV Tình Ta Hà Tĩnh của tác giả Ngọc Lê Ninh do nghệ sĩ ưu tú Tố Nga thể hiện đã chính thức ra mắt công chúng yêu nhạc Việt Nam. Ngay sau khi ra mắt, MV đã được công chúng đón nhận và được giới chuyên môn đánh giá cao. Tình Ta Hà Tĩnh, nội dung ca khúc kể về câu chuyện tình cảm với nhân vật là một chàng trai đi học ở phương xa trở về xây dựng quê hương. Cô gái mà anh yêu đã đón anh ở bên kia cây cầu bến thủy và hành trình trở về nơi anh được sinh ra, lớn lên cùng mối tình đầu tha thiết là hành trình theo những bánh xe đi qua toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh. Chuyến đi mở ra với cung đường dọc miền núi, theo dòng sông La, ngàn phố, ngàn sâu đầy thơ mộng, rồi trở về với biển, thăm những địa danh nổi tiếng của Hà Tĩnh như Xuân Thành, Thạch Hà. Mỗi địa danh ca khúc nhắc đến đều đưa người nghe như được trở về với mảnh đất Hà Tĩnh thân thương cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ, gợi lại sự thân thuộc, chân thực cho những ai đã từng một lần ghé qua mảnh đất này. Chúng ta không nhìn thấy gừng cay muối mặn như những nhạc sĩ viết về xứ Nghệ, mà trong của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh chúng ta thấy một Hà Tĩnh tươi mới, một Hà Tĩnh đổi thay, một Hà Tĩnh trong thời đại mới với trong công cuộc xây dựng đất nước. Ca khúc này khi bạn nghe thì có thể đưa chúng ta đi tham quan tất cả các vùng miền ở khu vực Hà Tĩnh, từ các đặc sản, hải sản cho đến các địa danh. Ca khúc này thì mới nghe thì đầu tiên thì đó là những cái giai điệu rất nhẹ nhàng của điệu van uyển chuyển thì dẫn dắt người nghe. Sau đó đến cái điệp khúc tiếp theo thì lại một điệu hành khúc, tức là rất nhịp nhàng, hành khúc dẫn như một chuyến tàu đưa người nghe đến các địa danh của Hà Tĩnh. Giai điệu âm nhạc trong ca khúc đã làm nổi bật được tinh thần vượt khó vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp của người dân Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, ca khúc cũng chứa đựng những thông điệp nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm đến người dân Hà Tĩnh nói riêng cũng như khán giả nói chung, đặc biệt là lớp trẻ. Hãy tiếp nối truyền thống, mang sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Hơn chục năm qua thì Ngọc Lê Ninh ấp ủ làm sao đó để viết cho quê hương Hà Tĩnh một bài hát nó thật là mới mẻ, đổi mới với những cái ngôn ngữ cũng như là giai điệu hay nhịp điệu và tiết tấu. Và cho mãi đến năm 2020 thì Ngọc Lê Ninh mới bắt đầu sáng tác lời cho cái bài hát này. Thực ra đây là cũng phổ từ bài thơ cùng tên là Tình Ta Hà Tĩnh. Điều đặc biệt, ekip thực hiện MV là chính những người con sinh ra và lớn lên ở quê hương Hà Tĩnh, nên từ giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga hay những hoạt cảnh trong MV đều thấm đẫm chất nghệ. Và khi Nga thực hiện thu cái bài hát này thì cũng có rất là nhiều cái cảm xúc, và trong cái khúc thức âm nhạc thì nó cũng có những cái sự rất là bất ngờ đối với anh Ngọc Lê Ninh. Nó có những cái thay đổi cảm xúc của người thực hiện hát cũng như là cái cảm xúc cho người nghe, nó rất là nhiều cái hiệu quả. Nó có những khúc rất là trầm lắng, rất là sâu lắng, và có những cái nốt mà nó đẩy được về với cái dân ca xứ Nghệ, nhưng mà cũng có những cái khúc thức nó nhịp điệu nó nhanh, nó gấp gáp lên, và nó tạo cho người nghe thấy đi từ những cái bất ngờ này bất ngờ khác. Ngoài nghệ sĩ ưu tú Tố Nga thì còn rất nhiều ca sĩ khác cũng đã thể hiện ca khúc này, như ca sĩ Thái Huệ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ca sĩ Tuấn Thành, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hay ca sĩ Kiều Diệu Hương, nghệ sĩ Quốc Quốc, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng yêu nhạc trong và ngoài nước. Chiều ngày 22 tháng 10, lễ trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm cuộc thi Tiếng Vang Lịch Sử, diễn giải Văn Miếu Quốc Tử Giám qua hội họa đã diễn ra tại Di tích Quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Cuộc thi là sân chơi để họa sĩ trẻ cùng nhau sáng tạo, tranh tài, thể hiện cảm xúc quan điểm của mình qua các tác phẩm hội họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, tượng thờ tại Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi Tiếng Vang Lịch Sử diễn giải Văn Miếu Quốc Tử Giám qua hội họa đã nhận được gần 200 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng từ sơn dầu, lụa, khắc gỗ, bút sắt đến acrylic và màu nước. Đối tượng tham dự cuộc thi là sinh viên các trường nghệ thuật thiết kế trong cả nước và các họa sĩ trong độ tuổi từ 18 đến 35. Ban giám khảo đã chọn ra 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, tác phẩm Màu nước, dòng sử của họa sĩ Nguyễn Anh Tài, sinh năm 1999, đoạt giải nhất.
Triển lãm kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Mới đây, tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tổ chức diễn đàn giao lưu văn hóa nghệ thuật thanh niên với sắc màu văn hóa ASEAN. Chương trình nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của các nước ASEAN cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới các bạn trẻ ASEAN và quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ. 19 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn, tạo nên một bức tranh rực rỡ của sự giao thoa văn hóa. Mỗi tiết mục đều chứa đựng những giá trị nghệ thuật cao đẹp, mang theo những câu chuyện đầy cảm hứng về quê hương, đất nước và văn hóa con người ASEAN. Chương trình không chỉ khắc họa bản sắc riêng biệt của từng quốc gia, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, hòa quyện giữa các nền văn hóa, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và bền vững. Mới đây, tạp chí Condé Nast Traveler công bố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đại diện Việt Nam duy nhất trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới, đứng thứ 2 trong 10 hòn đảo của châu Á lọt top. Việt Nam được vinh danh trong 2 hạng mục, trong đó xếp thứ 15 trên 20 top các quốc gia đáng du lịch nhất thế giới. Đáng chú ý, Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang gây bất ngờ khi là năm thứ 3 liên tiếp vào danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới với số điểm 95,36 điểm, nhảy vọt so với 88,89 điểm so với năm ngoái. Số điểm này được chấm bởi độc giả toàn cầu theo mức độ hài lòng với điểm đến theo nhiều tiêu chí khác nhau, từ chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, các bãi biển, ẩm thực cho đến sự hiếu khách. Điểm số ấn tượng đã đưa hòn đảo Ngọc của Việt Nam từ vị trí thứ 8 trong top 10 đảo châu Á lên vị trí thứ 2, chỉ xếp sau Bali, Indonesia với số điểm suýt soát 95,71. Vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, buổi casting người dẫn chương trình toàn quốc mùa đầu tiên đã diễn ra với gần 200 thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành khu vực miền Bắc. Chương trình được tổ chức bởi Ocean Group và bảo trợ bởi Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cùng Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh đã trải qua vòng casting với nội dung tự chọn. Mỗi thí sinh đều mang một phong cách và cá tính riêng biệt đã tạo nên những phần thi ấn tượng và đáng nhớ. Thông qua cuộc thi của ngày hôm nay, mình nhận thấy rằng giới trẻ hiện nay các bạn thật sự là tuyệt vời, có sáng tạo, rất là thông minh, xuất sắc. Đặc biệt các bạn có một sự tự tin về cả phong cách lẫn thần thái. Thông qua cái chương trình tuyển chọn MC toàn quốc, một số các doanh nghiệp lớn hoặc tổ chức lớn có thể tìm được những gương mặt để đại diện cho nhãn hàng, để chắp cánh cho những doanh nghiệp. Chúng tôi sau khi ban giám khảo, ban tổ chức đã suy nghĩ rất là nhiều. Chúng tôi mới suy nghĩ rằng là nếu nói về trong số hiện nay thì MC là một cái nghề rất là hot, cũng đúng là nằm trong lĩnh vực của quảng cáo. MC không những chỉ là truyền tải thông điệp mà còn bày tỏ được cái cảm xúc về giới thiệu, về quảng bá tất cả mọi lĩnh vực trong chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Và chính vì thế mà chúng tôi đã tổ chức là giải cuộc thi người dẫn chương trình toàn quốc. Người dẫn chương trình toàn quốc 2024 là sân chơi tạo cơ hội cho các thí sinh thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình. Ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc và công tâm để chọn ra những gương mặt xuất sắc. Ban tổ chức hy vọng rằng chương trình sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời sẽ tìm ra những gương mặt người dẫn chương trình tiềm năng cho ngành truyền thông và quảng cáo Việt Nam cũng như các đài truyền hình lớn. Dự kiến vòng casting tiếp theo sẽ được tổ chức tại hai miền Trung và miền Nam vào đầu tháng 11 tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.